Xin chào quý vị đang đến với gian bếp của Vui Sống Mỗi Ngày. Ngày hôm nay gian bếp mở ra với rất nhiều những điều thú vị. Đó chính là câu chuyện về quả gấc, chứa rất nhiều những vitamin tốt cho sức khỏe. Và ngoài ra thì gấc không chỉ dùng để nấu xôi như chúng ta vẫn thường hay nghĩ đâu ạ, mà còn có thể dùng để nấu canh nữa. Hãy gặp gỡ với đầu bếp Lê Vũ nha. Xin chào Lê Vũ. Xin chào Diệm Loan và xin chào quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Như Diệm Loan đã giới thiệu thì hôm nay mình sẽ nấu canh gấc. Thực ra gấc nó rất là dễ nấu, kết hợp với các loại nguyên liệu chính, ví dụ như ở đây là hải sản nè, hoặc mình không ăn được hải sản thì mình có thể ăn thịt gà, thịt heo, thịt bò, thì nấu canh nó cũng không có nhiều cái sự đối lập. Như vậy là với món canh gấc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuẩn bị những nguyên liệu gì để có thể vào bếp? Hôm nay mình sẽ nấu canh gấc hải sản thì có bao gồm tôm và mực, thịt gấc đã bỏ đi cái phần hột, rau quế và một ít rau cần và hành tỏi để mình khử cái mùi tanh của hải sản. Như vậy cũng khá đơn giản, không biết là cách chế biến thì có đơn giản hay không ạ? Cách chế biến nó cũng bình thường như các món canh khác thôi. Thì bây giờ trước tiên với cái phần nguyên liệu hải sản như thế này. Tôm thì mình rửa sạch, mình lột bỏ vỏ đi, trừ lại một ít đuôi thôi cho nó đẹp. Phần mực cũng thế, mực mình nên bỏ da và mình cắt nhỏ. Vũ ơi, như hồi nãy Loan nghe Vũ nói là phải dùng hành tỏi để khử đi cái mùi tanh của hải sản. Nhưng trong trường hợp như Vũ nói là chúng ta có thể thay bằng thịt heo hoặc là sườn heo cũng được đúng không? Thì đúng, có cần đến hành tỏi không? Hành tỏi nó sẽ giúp cho cái hương vị món ăn của mình nó thơm hơn thôi. Còn thật ra nếu như mà khi mình xài hải sản, sử dụng hải sản hay là gà nó có cái mùi nó hơi nặng đó, thì mình sử dụng hành tỏi nó vừa tăng thêm cái mùi thơm cho món ăn và nó cũng giúp khử đi cái mùi tanh của hải sản. Là mình cắt cái theo cái khứa giống như trái thơm vậy đó. Khi một tí nữa mình nấu canh xong rồi cái miếng mực nó cong lại, nó sẽ đẹp hơn và giúp cho gia vị nó thấm vô cái miếng mực á, khi mình ăn nó đỡ ngán hơn. Đôi khi chúng ta nấu lên một cái món ăn và những thành viên trong nhà sẽ nói nho nhỏ thôi chứ không dám nói lớn. Nó là sao mà cái món ăn này nấu thì hương vị cũng có thể là giống nhà hàng đó, nhưng mà nhìn lại không đẹp, không bắt mắt gì hết trơn á, nên không có kích thích được khẩu vị. Quý vị nhớ nha, hãy đầu tư thời gian cho cái việc chúng ta trang trí và sơ chế món ăn kỹ lưỡng, rồi có hoa văn như vậy nữa, thì chắc chắn là món ăn của chúng ta vừa ngon và lại vừa đẹp nữa. Rồi, phần mực và tôm mình đã sơ chế xong, thì mình chỉ cần ướp vào đây một ít muối và một ít tiêu thôi. À mà Vũ ơi, cái món canh này của mình á, như vậy thì nguồn gốc xuất xứ là từ miền nào hay là từ nước nào không? Thật ra cái món canh gấc này nó không phải là một cái món ăn truyền thống của Việt Nam, nhưng mà sau này khi mà người ta nghiên cứu các cái thành phần của trái gấc thì người ta thấy nó rất là tốt cho sức khỏe. Bởi vì bên trong trái gấc, cái lớp màng của nó có vitamin E, nó sẽ chống lão hóa nè, chống oxy hóa nè, chống ung thư nè. Và khi mà mình sử dụng gấc nhiều á, cũng giúp cho cái hệ miễn dịch của cơ thể mình tốt hơn. Thì từ những cái công dụng của gấc nó rất là nhiều, nó rất là tốt cho sức khỏe, mà giá thành của nó lại không có quá mắc, nó lại gần gũi với lại người nội trợ, cho nên người ta mới nghĩ ra những cái món ăn chế biến từ trái gấc. Nghe qua như thế thì có lẽ là nhiều bà nội trợ sẽ đang rất là thắc mắc là như vậy ngoài cái món mà xôi gấc rồi canh gấc, mình còn làm thành những cái món gì từ nguyên liệu là quả gấc nữa hả Vũ? Có thể trong những cái món bánh ngọt mình sử dụng gấc để mình tạo màu, có thể mình nấu rau câu mình hòa gấc để mình tạo màu. Nó cũng lạ, có nghĩa là mình ứng dụng được gấc trong rất là nhiều món ăn. Nghe qua cũng thấy hấp dẫn quá, chắc bữa nào về sẽ làm thử đó. Rồi, khi mà mình đã ướp hải sản xong, chúng ta cần ướp lâu không? Trong khoảng cái thời gian mình chờ dầu nóng, mình chờ cho nồi nóng thì mình nó cũng đã đủ thấm rồi. Ở đây Vũ đập một ít hành tỏi. Rồi mình băm nhuyễn ra. Với hành tỏi khi mà mình sử dụng thì mình nên đập dập đi, thì các hạt tinh dầu, các hương ở trong hành tỏi nó sẽ vỡ ra thì nó sẽ thơm hơn là mình cắt lát rồi mình băm. Rồi khi chảo đã nóng thì mình cho vô đây khoảng một muỗng canh dầu ăn. Rồi hành tỏi lúc nãy mình băm ra. Khi mà mình phi hành phi tỏi á, thì mình nên kiên nhẫn một chút, mình để cho dầu thật nóng, mình đổ vô nó sôi như thế này nè.
thì cái mùi thơm nó sẽ dậy lên rất là nhiều. Lo thấy khi những bà nội trợ mà phi hành tỏi á thì thường hay mở lửa nhỏ thôi vì sợ là nó khét, nhưng mà Vũ thì mở lửa rất là to. Tại vì mình cần cái dầu nó nóng mà, mình lấy mùi thơm. Còn nếu như mà phi thì mình cần lửa nhỏ để mình lấy cái độ giòn. Ồ, như vậy là sẽ phân biệt hơi khác nhau một chút đúng không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho hải sản vô đây. Tại vì khi cái dầu nó nóng và cái mùi thơm của hành tỏi nó sẽ đẩy cái mùi tanh của hải sản ra ngoài. Hay quá ha. Mình xào sơ. Thứ nhất để cho cái phần gia vị nó thấm vô tôm với thịt. Thứ hai để cho nó thơm hơn, nó đỡ cái tanh như mà khi mà mình ăn hải sản mình hay sờ đó. Ừ. Rồi, cho vào đây một ít nước. Nhưng mà trước khi cho nước thì mình sẽ cho phần gứt vô đây. Lúc đầu mình không nên cho gứt vô xào ban đầu. Vì sao ạ? Thì gứt nó sẽ dính. Nó dính ở dưới. Đúng rồi, nó dính vô cái thành nồi thì nó mất đi cái màu đỏ đẹp. Đó, bây giờ mình xào sơ với lại dầu ăn với lại hải sản như thế này. Cái màu hải sản của mình nó đẹp. Wow. Rồi. Nhìn màu sắc rất là hấp dẫn luôn á. Đúng rồi, thay vì mình nấu canh mình thường hay sử dụng cà chua để mình làm màu thì mình sử dụng gứt, cái màu nó cũng rất là đẹp đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đầy lại. Mình chờ canh sôi. Trong lúc đó thì Loan giúp Vũ mình xắt cái phần cần với lại cái rau thơm của mình cho vô tô. Riêng với Vũ thì Vũ không thích cho rau trực tiếp vô nồi. Tại vì mình cho ra tô, mình chế nước sôi vô thì nó vẫn giữ được cái màu xanh, nó vẫn giữ được cái độ giòn. Bởi vì cơ bản rau mình ăn sống được mà. Ờ, như vậy được không Vũ? Rồi, được rồi. Nó phát hiện ra là cái tô canh của mình hình như là cái lượng lá rau chủ yếu là rau thơm với lại cần. Đúng rồi, rau thơm với cần. Hai cái mùi thơm nó sẽ giúp cho cái món canh của mình nó lạ một chút. Bởi vì thường rau thơm mình ít khi nêm trong món canh. Đúng rồi ha. Bây giờ canh của mình đã sôi thì Vũ sẽ nêm vô đây khoảng 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường. Nhìn xa xa mà nếu không biết sẽ lầm, có thể tưởng đây là một cái nồi cà ri được nấu rất là đậm và lại có nhiều ớt nữa. Nhưng mà không phải, đó là món canh gất. Rồi, bây giờ mà hải sản của mình chín, sôi tắt bếp thì bắt đầu mình cho một ít nước mắm vô. Món Việt Nam ngon là nhờ nước mắm, cho nên khi mình nấu canh các món mình nên cho một ít nước mắm vô. Nhưng mà khi mình tắt bếp mình hãy cho, tại vì nước mắm mình nấu trên lửa lâu quá nó sẽ chuyển qua cái vị chua, chứ nó không có còn là một cái vị đậm đà nữa. Cũng là một cái bí quyết rất là đặc biệt ha. Bình thường thì cứ nghĩ là nêm gia vị thì thôi cứ cho hết vào luôn một lượt, như vậy là sai rồi. Đang còn nóng sôi, mình múc vô trong tô rau mình đã chuẩn bị sẵn như thế này. Trời. Oh, rất là đẹp. Mình có trang trí thêm cái gì nữa không Vũ ha? Mình cho một ít tiêu. Rồi một ít ngò. Trong lúc Vũ chuẩn bị cho cái phần tô canh rất là hấp dẫn này thì Diễm Loan cũng đã chuẩn bị chế vắt sẵn rồi. Rồi, và... xin mời Diễm Loan. Quý vị biết không, khi mà lần đầu tiên nhìn qua tô canh này á thì nhiều người không biết sẽ nghĩ đây là một cái tô cà ri. Bởi vì cái màu nó rất là đậm và đây là loại cà ri được nấu với rất nhiều ớt và chắc chắn là đậm vị lắm. Nhưng xin thưa với quý vị, đây là canh gất. Và nào, bây giờ thì chúng ta xem hương vị như thế nào nhé. Mình trộn đều lên cho cái phần rau nó mình phải trộn cả phần rau lên. Rồi đó, đúng rồi. Bây giờ thì Diễm Loan sẽ thưởng thức thử thành quả nãy giờ anh Vũ làm, không liên quan gì tới Loan, đang coi thôi. Nhưng mà thấy hấp dẫn quá. Vị ngọt đậm từ hải sản nè. Phản phất một cái hương vị nhẹ nhẹ của gất thôi. Nhưng mà điều quan trọng là tất cả gất nằm ở đây hết rồi, làm cho cái màu sắc quá là đẹp mắt đi. Như vậy là vừa bắt mắt nè, mà lại rất bắt khẩu vị nữa. Xin cảm ơn Lê Vũ rất là nhiều. Xin cảm ơn Diễm Loan.
Hy vọng là ngày hôm nay chương trình đã mang đến cho quý vị thêm một món mới bổ sung vào thực đơn gia đình của chúng ta, thơm ngon, lạ miệng và rất tốt cho sức khỏe. Còn bây giờ thì gian bếp của chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình lần sau.